Chết. Ủa, ba lên hồi nào vậy? Hiểu dắt ba lên hồi chiều, nói lên chờ mấy bữa. Nhà đã không có đủ ăn đủ mặc mà cứ thích trước ổng lên đây nuôi chi vậy trời. Ủa, con nói gì Trinh? Đâu có gì đâu ba. Mà chồng con đâu rồi? À, nó dắt bà vô đây cái có cái xe hàng tới á, nó nôn quá nó chạy ra nó bốc hàng rồi, mấy anh em đang bốc ngoài á. Lại là đi bốc vác nữa hả? Trời ơi, con nói ba nghe nè, cái công việc bốc vác đó có cái gì hay ho đâu, tại sao không đi kiếm việc khác mà làm? Ảnh không biết xấu hổ thì anh cũng phải biết nghĩ cho con chứ ba. Trời ơi, cái công việc nào không là công việc con, kệ nó đi, đúng không? Có việc làm được rồi. Ồ, nhưng mà nay đi đâu mặc đồ đẹp quá à? Con đi làm, con mới xin được vào trong một công ty nhỏ làm nhân viên trong đó. Con vô công ty làm rồi hả? Ôi, vậy thì ba đỡ lo rồi. Có gì là phụ cho thằng Hiếu ha. Công nhận thằng Hiếu nó có phước ghê luôn á. Nó cưới được người vợ mà vừa xinh đẹp mà vừa giỏi như con luôn. Phước quá trời phước. Cái đó là dĩ nhiên rồi ba. Mà thôi, con cũng mệt rồi, con lên nghỉ trước nha. Ừ, con đi nghỉ đi, con đi nghỉ đi. Ủa mà ba ăn gì chưa? Chưa, có ăn gì đâu. Nãy thằng Hiếu nó dắt ba vô đây, cái nó nói nó chạy ra nó bốc hàng, nó nói là đợi con về nấu cơm ăn. Đợi con về nấu cơm? Ừ, nó nói vậy á. Trời đất ơi, ảnh nghĩ sao vậy? Con đi làm vậy đã mệt muốn chết rồi, nấu nướng gì nổi nữa. Thôi, bà đợi chút xíu để con vô coi có gì nữa không. Cơm hộp hồi sáng con mua mà chưa ăn nè. Thôi ba ăn rỡ đi. Ừ, cơm hộp hả? Chứ con giờ này là mệt rồi, không có nấu nướng gì nổi đâu. Thôi vậy để ba ăn tạm cái này cũng được rồi. Ba cũng đâu có cầu kỳ gì đâu, cơm hộp ba ăn cũng được mà. Cái gì đâu ha? Hả? Ba? Em Hiếu. Dạ. Con mới bốc xong ba. Ừ. Ủa mà ba ăn uống gì chưa? Đấy, ba ăn cơm hộp nè. Ủa sao ba ăn cơm hộp? Thì con Trinh nó đưa cơm hộp, ba ăn cơm hộp thôi. Được rồi. Ủa Trinh, sao để ba ăn cơm hộp vậy? Chứ giờ anh muốn làm sao? Sơn hào hải vị hả? Bào ngư di cá hả? Tiền đâu ra mà mua? Không, ý anh không phải vậy. Ý anh là lâu lâu ba lên thì cũng phải nấu một bữa cơm tươm tất cho ba chứ. Tôi đi làm vậy đã mệt lắm rồi, tôi không có nấu nướng gì nổi nữa hết á. Anh thích thì tự đi mà nấu. Bộ em chiên một quả trứng, luộc một dĩa rau mất nhiều thời gian lắm hả Trinh? Thì đúng rồi, nguyên một ngày tôi đã làm 12 tiếng đồng hồ mệt mỏi ở công ty rồi. Tại sao về nhà tôi không được nghỉ ngơi? Giờ này tôi không có muốn chiên trứng luộc rau gì nữa hết á. Thôi bây giờ này hai đứa nghe ba nè, đừng có cãi nữa. Thôi bây giờ nè, ba ăn cơm hộp cũng được rồi, thôi đừng cãi nữa. Ba đừng có ăn mấy cái thứ ôi thiêu này. Trời Hiếu, ý anh á là trách tôi không lo cho ba anh được một bữa ăn đàng hoàng hả? Vậy anh suy nghĩ thử coi, tại ai mà tôi phải đi ra đường kiếm tiền cực khổ như vậy? Không phải là tại anh bất tài vô dụng, cứ đi làm cái công việc bốc vác không bao giờ thăng tiến đó hả? Nếu như mà anh muốn ba anh được ăn ngon mặc đẹp đầy đủ thì anh kiếm nhiều tiền mang về nhà đi. Lúc đó tôi nghĩ là tôi ở nhà tôi cung phụng, tôi nấu ăn cho ba anh mỗi ngày. Cô! Sao anh muốn đánh tôi hả? Đánh đi. Thôi Trinh ơi, ba xin hai đứa nè, bây giờ đừng có gì ba mà hai đứa cãi lộn. Được rồi, ba ăn cơm hộp được mà, ba nói được là được mà. Anh nghe chưa, ba anh ăn cơm hộp vẫn được. Ba, bỏ đi, con dắt ba ra đầu hẻm ăn hủ tiếu. Còn buông ra, ba nói ba ăn được là ăn được mà. Phiền mấy đứa quá. Tài liệu sếp cần đấy sếp. Sao lại là sếp? Anh. Thôi đi, hôm nay em không có tâm trạng giỡn đâu. Thế có chuyện gì? Thì thằng chồng của em đó. Làm sao? Tối hôm qua em đi làm về mệt muốn chết luôn, mà nó còn bắt em là phải nấu cơm cho ba của nó ăn. Em cho ông ăn cơm hộp á, thì nó chửi em. Mà anh nghĩ coi, nó chỉ là một cái thằng bốc vác bình thường thôi mà làm như là mình hay lắm vậy. Lúc nào cũng bắt em làm cái này làm cái nọ, mệt muốn chết. Ừ, anh hiểu rồi. Nhưng mà này, vui lên đi. Anh đang có một tin rất là vui cho em đấy. Tin gì vậy? Em có muốn thăng chức không? Thăng chức? Trưởng phòng hả?
Vậy không lẽ anh muốn em làm thư ký riêng cho anh? Em có muốn làm phó giám đốc không? Phó giám đốc? Nhưng mà vị trí đó bây giờ đang là của anh Kim mà. Thực ra thì anh sắp mở một công ty riêng. Khi đó anh là tổng giám đốc và đương nhiên em sẽ là phó giám đốc rồi. Anh nói thiệt hả? Em có bao giờ thấy anh lừa em chưa? Anh tính hết rồi. Sau này mở công ty riêng ấy, anh sẽ lo công tác đối ngoại bên ngoài, còn quản lý đối nội sẽ giao cho em. Lợi nhuận anh sẽ cho em 60%, anh 40%. Em thấy ok không? Anh nói sao thì em nghe vậy thôi. Cảm ơn anh nha. Nhưng mà... Nhưng mà sao anh? Để thành lập công ty mới này thì anh đang thiếu một số vốn. Anh nghĩ mãi mấy ngày hôm nay nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp. Anh thiếu bao nhiêu? Tầm 3 tỷ. 3 tỷ? Em có thể giúp anh không? Hả? Em... Trời ơi, em làm gì có 3 tỷ mà giúp được cho anh. Em chỉ có cái tấm thân này thôi à. Không lẽ anh muốn em bán thân để có tiền cho anh hả? Em không có, nhưng mà chồng em có. Anh nghe nói hai người đang ở một căn nhà quận 8 đúng không? Đất ở quận 8 bây giờ cũng khá là đắt. Nếu bây giờ ấy em thuyết phục được anh ta bán căn nhà quận 8 nó đi thì coi như chuyện vốn mình không phải lo nữa rồi. Nhưng mà nó là nhà của chồng em, làm sao mà nó chịu? Không lẽ em muốn làm vợ một thằng bốc vác hơn là làm vợ anh à? Ý anh là sao? Anh yêu em, anh nhất định sẽ cưới em. Sau khi công ty này được thành lập, anh và em sẽ tổ chức đám cưới. Khi đó anh sẽ biến em thành một cô dâu đẹp và lộng lẫy nhất. Em có đồng ý làm vợ anh không? Cái này là lời cầu hôn của anh đó hả? Vậy thì em đồng ý. Vậy thì em cố giúp anh nhé. Ba ăn cơm đi ba. Hôm nay con nấu những món mà ba thích đó. Nhiều đồ ăn quá. Nhưng mà ba nói nghe nè, đi làm cực khổ gì mà không nghỉ ngơi đi, nấu chi? Ba, thật ra thì hôm bữa là con sai. Do con đi làm về mệt quá nên con nói năng không có suy nghĩ. Ba đừng có giận con nha. Trời ơi, ba mà đi giận tụi bay. Ba nói nghe nè, thấy tụi bay hạnh phúc á là ba vui rồi. Giận hơn gì đây? Vậy ba ăn đi ha. Nè, ba ăn đi. Cảm ơn con nha. Món này ngon á. Dạ, con biết là ba thích mấy món này mà. Ba, con có chuyện này muốn nói với ba mà không biết nói làm sao nữa. Nãy giờ ba thấy lấp lấp lửng lửng ba không nghi rồi. Bữa nay nấu đồ ăn nhiều quá, quá trời món ngon á, là ba nghĩ là chắc cũng có cái gì đó nhờ giả hay gì đó. Thôi nói đại đi, ba nghe. Thật ra thì con đang định mở một nhà hàng để kinh doanh. Mở nhà hàng? Trời ơi, cái đó phức tạp lắm nghe, rủi ro dữ lắm á. Rồi có vốn liếng gì chưa mà mở? Dạ chưa. Bởi vậy mấy bữa nay con cũng suy nghĩ chuyện đó nhiều lắm. Con định là nhờ ba giúp. Ba có thể nào chuyển nhượng quyền sử dụng đất và căn nhà này cho con thế chấp vay vốn được không? Mới nói gì vậy Trinh? Ba, con biết là chuyện này nghe thì khó chấp nhận lắm. Nhưng mà ba thử nghĩ đi, ba phải nghĩ cho tương lai của tụi con chứ. Tụi con đâu thể nào cứ đi làm thuê cho người ta hoài được. Con muốn lên làm chủ để người khác không có khinh khi gia đình mình nữa. Ba biết không, mỗi lần mà con lên chỗ làm của anh Hiếu thăm ảnh, con cứ thấy là anh bị cấp trên la mắng rất là nhiều lần. Con nhìn mà cũng xót xa lắm. Chẳng lẽ ba cứ muốn là con trai của ba tối ngày cứ bị người khác xài xẻ la mắng như vậy hoài sao? Rồi sau này tụi con có con nữa, ba thử nghĩ xem, những cái đồng lương nhỏ nhoi bốc giác của ảnh làm sao mà lo được cho con của tụi con? Trời ơi Trinh ơi, nhưng mà cái chuyện mở nhà hàng là một cái chuyện đại sự con à. Một cái chuyện lớn chứ không phải là cái chuyện nhỏ đâu. Rồi con có bàn bạc với chồng gì chưa? Ảnh sẽ không có đồng ý đâu. Chồng của con cổ hủ lắm.
Nhưng mà con biết á, là chồng của con rất là thương ba, nên ba nói gì thì anh sẽ nghe lời ba hết. Con đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Ba chỉ cần ký tên cho trong giấy tờ thôi, còn lại con sẽ tìm đường lo liệu. Thôi được rồi, tương lai của hai đứa đó nghe, ba cũng ráng đánh liều chứ biết sao giờ. Nhưng mà phải nhớ là làm ăn cho đàng hoàng đó. Dạ, con biết rồi mà ba. Con cảm ơn ba nhiều lắm. Khoan đã. Trinh, em kêu ba chuyển nhượng sổ hồng cho em làm gì? Thì anh nghe rồi đó, em muốn mở nhà hàng thôi. Đúng rồi, giờ con Trinh nó tính với ba rồi. Nó nói là đi làm thuê làm mướn hoài cũng kỳ, thì bây giờ ba cũng muốn hai đứa ra làm riêng đó, ký cái sổ hồng cho nó để thế chấp nó mở. Ba, con mở nhà hàng đi chăng nữa thì cũng không có đến nỗi mà thế chấp hoặc là bán căn nhà này. Rốt cuộc em lấy cái sổ hồng làm gì? Nếu như mà anh muốn biết á, thì tôi nói cho anh nghe. Tôi chán cái căn nhà này lắm rồi, tôi chán cái cuộc sống ở đây với anh lắm rồi. Sống bên cạnh một người chồng tối ngày cứ đi làm công việc bốc chén như vậy, tôi không thể nào hạnh phúc được. Tôi cũng không muốn nai lưng mình ra đi kiếm tiền vất vả nuôi anh, nuôi cái căn nhà này, nuôi cái ông già vô dụng này của anh. Ừ, Trinh, con nói cái gì vậy? Ba, 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 ba bình tĩnh đi ba. Ba sao không ba? Ba, cái này là đơn ly dị, tôi đã ký phần của tôi rồi, anh chỉ việc ký phần của anh thôi. Tôi cũng sẽ không lấy đi bất cứ thứ gì của tôi trong căn nhà này hết. Tôi đi tay không. Cô, ba, cái sổ đó ba ký rồi. Ba, ba, lên nhà con đi ba. Anh ơi, anh mua giùm em tờ giấy số đi. Đang làm gì còn mua gì? Đi chỗ khác đi. Sắp chiều rồi mà em còn nhiều quá, anh mua giúp em đi anh. Bây giờ có đây không? Không đi tao bán á. Anh... Thôi đi chỗ khác bán đi. Nè, người ta bán giấy số, hai anh không mua thôi. Làm gì hàng học của người ta. Cô, còn bao nhiêu tờ tôi mua hết chưa? Trinh. Trinh. Ba, anh hiểu. Trinh, sao em lại ra nông nỗi này? Tất cả là lỗi do em. Tại em ham mê giàu sang phú quý nên mới bị người ta lừa gạt. Thật ra em không có mở nhà hàng gì hết. Em thế chấp căn nhà để lấy tiền đưa cho thằng tổng giám đốc, tại vì nó hứa là sẽ cho em một cái chức phó tổng trong công ty mới của nó, nó sẽ cưới em về làm vợ. Nếu như mà em chịu thế chấp nhà để đưa tiền cho nó làm vốn. Nhưng mà em không có ngờ, sau khi lấy hết tiền thì nó lại bỏ trốn đi nước ngoài. Em không thể nào tìm được nó hết. Em đã bị đồng tiền làm mờ mắt nên em không còn mặt mũi nào gặp lại anh với ba nữa hết. Thì ra là tại cô. Cô dụ tôi đưa hết giấy tờ nhà cho cô, cô cầm cố, cô kêu là cô mở nhà hàng khách sạn gì đó. Thực ra cô có mở đâu. Đó, cô thấy chưa, bây giờ tại cô mà bây giờ thằng Hiếu nè, nó ra đường nó ở. Trời ơi, tại sao tôi lại có đứa con dâu như cô chứ? Con xin lỗi ba. Anh Hiếu, em hối hận về việc làm của mình lắm rồi. Anh có thể nào tha thứ cho em, cho em một cơ hội nữa được không anh? Mình có thể làm lại một gia đình hạnh phúc như trước kia được không anh? Trinh, anh tha thứ cho em. Anh nói thiệt hả? Ừ. Nhưng mà chuyện mình quay lại thì chắc không thể nào. Tại sao vậy anh? Chuyện của mình nó cũng như bắt nước bị hất đi vậy đó. Hất rồi thì không thể nào đầy lại được. Mình đã chấm dứt tình cảm từ cái ngày
mà em đưa cái đơn ly dị đó cho anh. Là tại lúc đó em ngu ngốc, em mù quáng. Trinh à, anh hy vọng sau này em sẽ hạnh phúc hơn. Dù sau này em có yêu ai đi chăng nữa thì anh khuyên em nên yêu bằng chính tình yêu chân thật, đừng yêu vì đồng tiền. Được rồi, bây giờ cái chỗ giấy số này á, hai cha con tôi mua cho cô. À, cô cầm lấy đi, dư á. Con cảm ơn ba, em cảm ơn anh. Em sống tốt nha. Vẫn được. Tôi cũng không muốn nai lưng mình ra để kiếm tiền vất vả nữa.